Tao biết xếp bia trong là một Cephalosprin thế hệ 3 thì nó được thường được dùng để điều trị theo kinh nghiệm về viêm màng não do nhiễm khuẩn, tại vì nó bao phủ các chủng gây bệnh trên viêm màng não ngoại trừ loại Listeria. Thì phổ của nó gần giống với cefotaxim, cho nên cefotaxim cũng được thường được dùng để điều trị viêm màng não theo kinh nghiệm. Tuy nhiên thì cefotaxim phải dùng đến 4 lần một ngày, trong khi ceftriaxone chỉ cần dùng một lần một ngày thôi, cho nên ceftriaxone thường được ưa chuộng hơn. Ngoài ra thì ceftriaxone còn được dùng trong điều trị viêm phổi cộng đồng, thường thì phối hợp với một aminoglucosid hoặc là levofloxacin để điều trị viêm phổi cộng đồng từ nhẹ đến nặng. Ngoài ra thì ceftriaxone còn được dùng để điều trị các nhiễm khuẩn khác và được phối hợp với aminoglucosid để tăng tác dụng diệt khuẩn, ví dụ như là nhiễm trùng ổ bụng. Nhược điểm của ceftriaxone là nó không tác dụng trên trực khuẩn mủ xanh Pseudomonas aeruginosa, vì thế nó không được dùng để điều trị các nhiễm khuẩn do loài này hoặc là các loài trực khuẩn Pseudomonas khác. Tương kỵ về tương kỵ thuốc tiêm thì ceftriaxone có một tương kỵ đặc biệt với canxi là nó gây kết tủa với canxi, vì thế tương tác này có thể gây chết người. Đây là một chống chỉ định của ceftriaxone. Ceftriaxone là kháng sinh đầu tay để mà điều trị lậu cầu. Hiện nay thì các quinolone đã bị đề kháng, bị đầu lậu cầu đề kháng gần 100%, cho nên quinolone không còn được sử dụng để điều trị lậu cầu nữa. Phác đồ hiện nay để điều trị lậu cầu là ceftriaxone 400 mg cộng với azithromycin 1 g liều duy nhất, hoặc là ceftriaxone 400 mg cộng với doxycycline 500 mg nhân 2 liều một ngày trong 7 ngày. Cefarosporin là một nhóm kháng sinh thuộc họ beta-lactam. Thì có một quan niệm rất là sai lầm rằng cứ các kháng sinh thế hệ càng về sau thì sẽ mạnh hơn các kháng sinh thế hệ đầu. Tuy nhiên nó có thể đúng đối với penicillin từ thế 1 sang thế hệ 2, thế hệ 3, hoặc là đối với quinolone từ thế 1 sang thế hệ 2. Tuy nhiên đối với cefalexin thì nó không có khái niệm như vậy. Cái phổ của nó sẽ hoạt tính mạnh dần từ chuyển từ gram dương sang gram âm, có nghĩa là các cephalosporin thế hệ 1 như cephalaxin sẽ có hoạt tính mạnh trên các tụ cầu gram dương, ví dụ như là Streptococcus hoặc là Staphylococcus aureus, trong khi các cephalosporin thế hệ 3 thì sẽ có hoạt tính mạnh trên các vi khuẩn gram âm giống như E. coli. Cần một điều lưu ý là các cephalosporin thế hệ 1 thì không có bền vững đối với các beta-lactamase do trực khuẩn gram âm hiếu khí thuộc họ Enterobacteriaceae tiết ra, giống như là do E. coli, cho nên nó không có hiệu quả trong điều trị các bệnh do Haemophilus influenza gây ra như trong viêm xoang, viêm tai giữa hoặc là viêm phổi cộng đồng hoặc là viêm phế quản. Và nó cũng không có hiệu quả lắm trong điều trị các nhiễm khuẩn đường ruột, nhưng mà nó có hoạt tính tốt trên các tụ cầu, cho nên nó được được ưa chuộng hơn oxacillin để điều trị nhiễm khuẩn da cho tụ cầu, trong khi các cephalosporin thế hệ 3 giống như cefepime này thì có được dùng trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp do nó tốt dụng tốt trên phế cầu Haemophilus influenzae, Hemodrasella, Cavaralis. Ngoài ra thì cefixim nó cũng đề kháng tốt với các beta-lactam ngoại trừ ESBL, tức là beta-lactamase phổ rộng. Các cephalosporin thế hệ 2 giống như cefuroxim có tác dụng 2 cộng trên tác dụng đồng đều trên các vi khuẩn gram âm cả gram dương. Ngoài ra thì nó còn có ưu điểm hơn các cephalosporin khác, đó là nó tác dụng được trên vi khuẩn kỵ khí, đã có tác dụng khoảng 2 cộng, tức là tác dụng gần bằng với amoxicillin, cho nên nó thường được dùng để điều trị nhiễm khuẩn đường mật hoặc là nhiễm khuẩn ổ bụng do vi khuẩn kỵ khí. Tuy nhiên cần một điều lưu ý rằng các cephalosporin thế hệ 2 giống như cefuroxim không có hoạt tính tốt trên điều khuẩn nhiễm khuẩn hô hấp. Trong viêm phổi cộng đồng thì cefuroxim không có hạn chế được khả năng mà gây bệnh của phế cầu hoặc Haemophilus influenzae, có nghĩa là giả dụ như
trong viêm phổi cộng đồng do phế cầu, nó không thể ngăn chặn được tình trạng di mầm bệnh từ phổi lên gây viêm màng não, hoặc là không thể ngăn chặn được tình trạng nhiễm trùng máu của Haemophilus influenza trong tình trạng trong từ viêm phổi cộng đồng. Các cephalosporin thế hệ 1 đến 3 thì có hoạt tính bằng nhau như nhau trên nhiễm trùng tiết niệu. Tuy nhiên thì nó chỉ là thuốc hàng hai để điều trị các nhiễm khuẩn tiết niệu thôi. Một điều là các cephalosporin thế hệ 3 giống như ceftriaxone hoặc là cefixime thì không có hoạt tính tốt trên các tụ cầu, cho nên tuyệt đối không được dùng các kháng sinh này để điều trị nhiễm khuẩn da. Do hầu hết nguyên nhân của nó là do tụ cầu. Nên ngoại trừ cefpodoxime là một cephalosporin thế hệ 3 duy nhất được dùng trên tụ cầu, thì các cephalosporin thế hệ 3 không có được dùng để điều trị các nhiễm khuẩn do tụ cầu. Cefepime là một kháng sinh cephalosporin thế hệ 4 có khả năng kháng tốt với các beta lactam, là nó đề kháng 4 cộng trên beta lactam nên có thể dùng để điều trị các nhiễm khuẩn do đề kháng với ceftazidime như là pseudomonas kháng với ceftazidime. Tác dụng phụ lớn nhất của các cephalosporin đó là nó gây tiêu chảy. Các cephalosporin thế hệ 3 thì có khả năng gây tiêu chảy cao hơn các cephalosporin khác, ngoài trừ ceftriaxone là thường sẽ không gây tiêu chảy. Cefoxitin là một cephalosporin thế hệ 2 thường được dùng trong điều trị tại bệnh viện, sử dụng tại đường tiêm. Thì như các cephalosporin thế hệ 2 khác thì cefoxitin có tác dụng tốt trên các vi khuẩn kỵ khí, cho nên được dùng để điều trị các nhiễm khuẩn như kỵ khí, như nhiễm khuẩn đường mật, viêm màng quang thực phát, vân vân và vân vân. Cefixime là một cephalosporin thế hệ 3 đường uống, thì được các bác sĩ trong bệnh viện sản nhi dùng trong các trường hợp như viêm xoang, viêm tay giữa, viêm họng. Nguyên nhân là vì trong các nhiễm khuẩn như viêm xoang, viêm tay giữa thì các vi khuẩn thường gặp nhất là con phế cầu, Haemophilus influenza, Moraceae catalelis. Những con này thì nó đều nhạy cảm với cefixime, và cefixime có hoạt tính tốt trên những con này là 3 cộng. Cho nên là những con này có thể dùng trong nhiễm khuẩn do viêm xoang, viêm tay giữa hay viêm phế quản. Ngoài ra thì nó cũng có thể dùng trong nhiễm trùng đường tiểu. Cần một điều lưu ý là cefixime có khả năng kháng với beta lactama của Haemophilus influenza, Moraceae catalelis, không giống như là cefalexin là không có khả năng kháng với beta lactama của những loài chủng này tiết ra. Tuy nhiên thì các cephalosporin thế hệ 1 đến thế hệ 3 đều chỉ có tác dụng tương đương nhau trong điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Nguyên nhân là vì nó đạt nồng độ rất cao trong nước tiểu, cho nên là kể cả những E. coli hoặc là Pseudomonas tiết ra beta lactama cũng đều bị cephalosporin tiêu diệt tại vì nồng độ thuốc trong nước tiểu rất cao. Tuy nhiên thì những cephalosporin giống như là cefixime không phải là thuốc hàng đầu để điều trị nhiễm khuẩn đường tiểu, mà những kháng sinh hàng đầu để điều trị nhiễm trùng đường tiểu là những quinolone giống như ciprofloxacin hoặc là ofloxacin. Cách thuốc hàng hai là trimethoprim phối hợp với sulfamethasone hoặc là fosfomycin hoặc là nitrofuran. Và chỉ khi không có những dòng thuốc này thì người ta mới sử dụng các cephalosporin giống như cefixime hoặc là cefuroxime, hoặc là sử dụng là amoxicillin phối hợp với acid clavulanic để điều trị những khuẩn đường tiểu. Một điều cần nói nữa là cefixime nó không có tác dụng tốt trên các tụ cầu giống như là Staphylococcus aureus, cho nên nó không được dùng để điều trị nhiễm khuẩn da và mô mềm, tại vì đó là những trường hợp mà hay gặp tụ cầu nhất.